Rồi, xin chào tất cả anh em thân yêu của em nha. Chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của em ha. Lô hôm nay là lô buổi tối 7 giờ rưỡi đúng mỗi ngày ha. Là em lên cho anh em là lô này 15 con. Hàng trên bắt đầu từ con B1 cho tới con B8 là giá từ 1.3 tới 1.6. Giá này xài gia đình cực kỳ ngon luôn anh em. Hàng dưới là bắt đầu từ 1.6 ha cho tới là 1.9. Giá hôm nay là không có tới 2 triệu, 2 triệu quay đầu, cực kỳ dễ lựa, cực kỳ dễ xài luôn. Mà hàng phải gọi là hàng hot hit không nghe anh em. Ha. Anh em trước khi vào xem clip nhớ cho em một nút đăng ký kênh và một cái dấu like ha. Anh em bấm đăng ký kênh thì anh em bật vào cái chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi mà mỗi ngày em lên mỗi cái lô đó, có khi mỗi ngày em lên buổi trưa cái nữa để anh em nhận biết, mình có thể mình kiểm tra coi cho dễ ha. Anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại này của em ha, 0917414042. Số này là số Zalo của em luôn. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Văn Tèo, anh em bấm Mai Văn Tèo cũng ra luôn, cực kỳ đơn giản. Bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc và anh em được kiểm tra hàng trước khi nhận ha. Kiểm tra hàng trước khi nhận á, là anh em á, máy tới, shipper giao tới, anh em dỡ ra, anh em dỡ ra coi đúng con máy mình chốt không. Xong máy lại máy hai thì là xăng pha nhớt, anh em đổ vô anh em quất luôn, giật thử tại chỗ luôn, ok giật chạy hết rồi mới trả tiền. Đó là kiểm tra tặng kiểm tra trước khi nhận ha. Rồi con B1, con này con Genos GOB nha anh em. Rồi con này nòng 32 ly 23cc, lúc nào cũng vậy, dòng này lúc nào là cũng là chụp giật có trợ lực dây thiều, chụp giật trợ lực cực kỳ nhẹ giật luôn, chụp giật có chữ mắt in nha văn luôn nha anh em, là chụp giật zin theo máy luôn ha. Con này là bình xăng zin còn mới luôn nè, chế này là chế zin, chế máy cưa, chế zin nó là chạy được mà em mới để nguyên, còn nếu mà chế zin nó không có ngon là em bắt buộc em phải thay chế hai kim đó, thì cũng tùy theo máy ha anh em. Con này được im cái là chế zin nó chạy được nè, cho nên em để nguyên luôn đó. Con này là bu ghi đứng ha, áo vàng đặc trưng của Gilby nè, tôm liền, tôm nhựa, ga giữ, đầu bò zin, lắp là cò lắp zin luôn anh em, lắp Gilby luôn nè ha. Gilby Genos là đều là Komatsu hết nha anh em, Komatsu nó có nhiều tên nữa, ví dụ như Isaki nè, G2K nè, tùm lum tên hết anh em, G2KC đều nè, cực kỳ nhiều luôn, giống như là một gia đình mà có nhiều anh em, nhiều phải có nhiều tên đó anh em. Đó thì nó là như vậy, Komatsu thì nó là cái tên chung thôi, Komatsu chung là cứ như tên của cha của mẹ thôi. Rồi mấy cái dòng khác là ví dụ như là sau này, thế hệ sau này thì có nhiều cái tên khác nhưng mà quy chung nó là Komatsu ha. Rồi con B1 này giá 1.3 triệu, nòng 32 ly 23cc, xe gia đình cực kỳ ngon luôn ha. B2, con này là con Makita ha anh em. Con này nòng 32 ly 22cc, nhưng mà tiếng máy của nó thì là cực kỳ thanh thoát luôn anh em, nghe cực kỳ đã luôn, cực kỳ phê luôn ha. Con này đặc biệt một cái á là cái chế đó nằm ốp vô trong máy nè, bởi vì anh em nhìn con máy nó cực kỳ gọn luôn, còn khô luôn anh em, phải gọi là còn khô luôn ha. Con này bình xăng zin, nòng 32 ly 22cc, áo zin luôn anh em ha, tum liền, tum nhựa, con này công tắc nằm đây ha, ga giữ nè, đầu bò zin luôn. Con này là zin nguyên cây luôn nha anh em, chế là chế zin theo máy nè, không có bị lai tạo gì hết ha. Rồi B2 giá 1.4 triệu. B3, con này cũng là Komatsu nha anh em, nhưng nó là kiểu như thế hệ sau đó, G2KC, nhưng nó quy chung là cũng là Komatsu luôn ha. Rồi máy bị tù xăng ha anh em, mình bấm bị tuột xăng ha, thì mình cứ bóp xăng lên mình đóng le giật lại bình thường ha anh em, không sao. Rồi con này là Komatsu G2KC, nòng 32 ly 23cc đó, thì như em nói đó, con này là Komatsu, máy là Komatsu nhưng mà nó là tên nó là G2KC, thì nhiều anh chốt về mà hỏi chữ Komatsu nằm đâu là để em kiếm trong lóc coi coi có không. Rồi con này trong lóc có chợ có nha anh em, có chữ Genos nè, Genos Komatsu nha, con này trong lóc có chập chữ Genos nè ha, thì nó là thế hệ sau nhưng mà quy chung nó là đều là dòng của Komatsu ha. Con này là tum liền, tum nhựa, đây phía sau có để từ anh em Komatsu Genos ha, nhưng mà chụp giật là G2KC, ga giữ, đầu bò trắng cỏ zin, lắp zin luôn nha anh em, BC luôn ha, áo màu đỏ nè, cực kỳ đẹp luôn, chế là chế zin, chế quanh gồ, trong lốc có dập chữ Genos nha anh em ha.
Đó, giờ mình kiểm tra hàng thoải mái nha anh em. Rồi B3 giá 1,4 triệu. Con này công tắc nằm khá là gọn, khá là hay nha anh em, nằm bên hông nè, cực kỳ gọn luôn, thiết kế cực kỳ tinh tế luôn ha. B4 Magu. Chụp giật con này là có lò xo nha anh em, bởi vì anh em giật cực kỳ nhẹ luôn ha. Nòng 32 ly, 23 cc, bình xăng zin và họng là họng đổ xăng, họng mới ra nè, mà nó tách rời cái áo với cái chế này, bởi vì anh em cực kỳ dễ đổ luôn ha. Tum liền, tum nhựa còn tem luôn nha anh em, công tắc nằm đây. Con này ga dữ ha, láp đậu bò trắng cỏ zin, láp cái tem chưa bị chóc luôn nha anh em, còn luôn nha. Áo màu xanh lá cây, sáng cực kỳ sáng luôn nha anh em, mà lại cực kỳ nhỏ gọn luôn, anh em thấy nó gọn không? Đó, gọn khô luôn ha. Và Magu là trong lốc sẽ có mắt in da băng nha anh em. Đây, về mình kiểm tra hàng thoải mái, con này lốc còn sáng luôn nè. Quay cái mắt in da băng mà thấy cái lốc là quay cái lốc luôn. Quá sáng luôn ha, mới tin luôn. Rồi, B4 giá 1,4 triệu. B5 Echo Kiwit nha. Dòng này là chạy cực kỳ bốc luôn nha anh em, do nó là ống nhôm đề trước nè, mà nó tới 25cc nha. Nòng 32 ly, 25cc. Những con như thế này là mấy anh mà cắt cỏ công trình này kia rồi đó ha, mấy anh mà hay chạy ngoài đường mà thấy mấy cái con lươn đó, là có mấy cái chỗ ta trồng cái bờ kiểu như ta gọi là cỏ, mà có đẹp, có chân đó anh em, gọi là có chân này kia đó, thì sẽ có mấy anh công nhân đó, anh cắt mấy cái đó, thì đó những cái người đó thường là họ sẽ lấy những cái dòng này. Thứ nhất là vừa túi tiền, thứ hai là chạy nó cực kỳ bền luôn nha anh em, phải gọi là còn khỏe nữa nha. Nhiều anh họ đập bằng dây cước luôn á ha. Còn nhiều khi mấy anh nó có thể là có mấy anh mua về cắt lúa nè, hoặc là cắt cỏ cho bò ăn nè, thì anh em chỉ cần mua con máy về, anh em mua thêm một cái lồng gặt nữa, lử là em bên em tặng đầy đủ rồi, chỉ cần anh em mua thêm cái lồng gặt đó thôi là anh em có thể cắt lúa hoặc cắt cỏ cho bò ăn. Con này cực kỳ khỏe luôn anh em, mà giá chỉ 1,5 triệu thôi, cực kỳ vừa túi tiền luôn, vừa cho mấy anh công nhân mà lại vừa cho mấy anh nông dân luôn, công nhân và nông dân luôn nha anh em. Đó, con này là em lên chế hai kim nha, hai kim mới, bình xăng zin, nhưng mà con này nó có hơi vàng nhưng mà vẫn còn xài ngon anh em. Nhựa của Nhật hơi bị dày nha. Áo màu cam còn bóng luôn anh em, chưa bị chóc. Và đặc biệt là tum gầy tum nhôm, mình có thể đấu thuốc được luôn ha. Con này ga dữ, đầu bò zin có chiếc ấp ngược chống sóng cỏ luôn. Con này công tắc nằm đầy ha anh em. Đó, áo màu cam còn đẹp luôn nè. Rồi, B5 giá 1,5 triệu ha. B6, B6 em bán rồi nha anh em. B7 nãy lên mà khách chốt rồi. Qua B7 luôn nha anh em. Rồi, con này là con Ryobi, là máy Ryobi luôn nha anh em ha, chứ không phải là Ryobi hay Komatsu hay Mitsu chẳng nghe, con này là Ryobi, là Ryobi. Nòng là 34 ly, 26 cc, Ryobi 2610 nha, chữ Nhật còn luôn nha anh em, đầy đủ thông tin luôn nè, chỉ có cái là không biết đọc chữ Nhật thôi. Con này là bờ chế zin nha, bình xăng zin còn mới luôn nè, có cái đế bao giờ bình xăng lớn nè anh em, nhìn thấy thiết kế đẹp cực kỳ không, đi theo Nhật nè, quá đẹp luôn. Đó, con này chỉ có khuyết điểm là cái chỗ này nó bị mẻ thôi anh em. Này là do bên em nha, này là do máy nó đè anh em, máy nó đè lên rồi nó bị mẻ anh em. Đó, thì cái này là chỉ mẻ chỗ này thôi, nhưng mà cái vàng máy vàng trong á là nó không có bị hư chơi anh em, cũng còn nguyên nha. Đó, nó là chỉ có bị mẻ cái ngoài áo thôi. Con này tum liền, tum nhựa ha. Đây, nó còn giữ ghi bi nè, chưa bị chóc nha. Và đặc biệt con này là ca bóp zin ha. Bóp zin theo máy luôn nè. Và đặc biệt là công tắc ở trên dây đông ha. Láp là láp màu hồng. Láp nè, trắng cỏ đầu bò zin luôn, láp còn tem đầy đủ luôn nha anh em. Con này là zin nguyên cây 100% luôn nha. Áo màu vàng ha. Đó, thì anh em nhớ lưu ý cái này là chi mẻ cái này thôi, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì tới máy hết ha. Rồi, B7 giá 1,6 triệu. B8 Echo Kiwit nha. Chụp giật là chụp giật đề mới nha, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Con này tiếng máy nó hét cực kỳ khủng luôn anh em, nghe cực kỳ phê luôn ha. Nòng 34 ly, 24 cc,
34 ly nhưng mà 24cc, kỵ cũng khá là im nha anh em, cũng khá là ngon nha. Chụp giật trợ lực có giới thiệu, mà chụp giật này chụp giật đề mới nha, bởi vì là cực kỳ nhỏ gọn luôn. Bình xăng zin còn mới, không đổ xăng là không quay lên nè. Ha. Tôm liền, tôm nhựa, đây tên máy đây ha anh em. 243. Con này ga dữ, bộ tay này bộ tay zin nha, tay chữ U luôn nè. Và đặc biệt là công tắc trên di động nha. Trắng cỏ đồ bò zin, trắng cỏ là màu cam, trắng cỏ theo màu áo luôn nè. Ha, con này anh em nhìn không? Cực kỳ gọn luôn. Con này là chế hai kim mới nha anh em. Ha. Rồi, B8 giá 1.6 34 ly 24cc. Rồi, tới hàng dưới nha anh em. B9. B9 là con cơm Matsu. B9 với B10 là hai con đều là cơm Matsu hết luôn nha anh em. Thời quá gắt luôn ha. B9 với B10 đều là hai con Komatsu. B9 là 32 ly, B10 cũng 32 ly nhưng mà con B9 là 24cc nha. Con B10 là 23cc. Hai con đều là chụp giật còn zin luôn nha anh em. Còn là chữ Komatsu made in Japan luôn. Con này cũng vậy, cũng còn zin. Bình xăng zin còn mới. Cái con B10 á thì cái bình xăng nó hơi trắng hơn con B9 nha anh em. Bình xăng con B9 nó hơi vàng. Con B9 á là cái áo màu đỏ, con B10 là áo màu hồng. Con này đã đi nguyên cái liền màu hồng luôn nha anh em. Liên nguyên cái màu hồng luôn. Con này tôm liền, tôm nhựa ha. B10 tôm liền, tôm nhựa. Còn con B9 là tôm liền, nhưng nó là tôm nhôm, đích tính là tôm nhôm hết luôn nè. Đó, ga dữ nè. Láp zin, đầu bò zin luôn. Con B9 thì công tắc nằm đây ha. Rồi B9 1.6, B10 cũng là tôm liền, tôm nhựa nhưng mà nó đi liền nguyên áo luôn anh em, nguyên tông màu hồng luôn nè. Con này con B10 thì công tắc là ở trên láp ha. Ga dữ, bộ tay là bộ tay zin nha. Tay màu đen, tay U luôn nè, tay chữ U nè, mà tay U hơi bạc nha. Trắng cỏ đầu bò láp zin hết luôn. Con này zin nguyên cây luôn nha anh em, 100% luôn ha. Rồi, B9 với B10, mỗi con 1.6 đồng giá, anh em hốt con nào được hốt ha. Chế là chế zin hết luôn nha anh em. B11 Citin 26 nha. Tiền của Đức nha anh em, chạy cực kỳ khỏe luôn. Rồi, hơi còn ngon luôn anh em, hơi hiếc còn ngon. Nồng 34 ly 26cc, chụp giật có chữ Citin nha. Bình xăng zin còn mới nè. Chế là chế hai kim zin theo máy luôn anh em, chế hai kim nó sẽ ngon hơn chế một kim nha. Con này thì con cái là chỗ này bị mẻ nha. Anh em lưu ý giùm em chỗ bên áo bô nè. Thì đó thì này mẻ là mẻ ngoài áo thôi chứ máy này nó không có bị ảnh hưởng gì anh em. Lưu ý giùm em, nó không có ảnh hưởng gì hết nha. Tôm liền, tôm nhựa, trên nó còn tem chữ Citin nè, FS26 nè. Con này công tắc nằm đây ha. Con này là ga dữ, láp là láp zin luôn nha, chữ Citin luôn nè, đầu bò zin luôn. Con này là zin nguyên cây 100% luôn nha anh em. Ha. Rồi B11 giá 1.7 Citin, dòng máy của Đức. Chạy là máy này phải gọi là có thương hiệu luôn anh em. Rồi B12, con này là con Magu. Magu này phải đẹp long lanh luôn nha anh em. Long lanh lóng lánh luôn. Chạy giật trắng hới luôn anh em, hơi còn gắt luôn. Con này phải gọi là bao phê luôn anh em à, siêu phẩm của ngày hôm nay nha. Quá gắt rồi anh em ơi. Hơi là phải từ 90-95% ăn lên nha, chứ nói 100% thì nó hơi quá, tại vì máy là Sài Gòn mà. Ha, con này là áo màu xanh đậm nha. Nó hơi tối nhưng mà bù lại thì anh em làm thì anh em sẽ không đắt bụng dính lên thì anh em sẽ không thấy dơ con máy ha. Ốc tán còn mới nè, chụp giật còn tem nè, anh em thấy nó sáng luôn không? Bình xăng zin còn mới chát nè. Mới luôn nha anh em, chưa bị chóc, chưa bị chạy, cũng chưa bị ngã vàng luôn. Còn tem nè, tem chưa bị ba màu nè. Đó nè. Tum liền, tum nhựa ha, còn tem luôn anh em. Con này công tắc nằm đây ha. Chế là chế quanh gồ zin theo máy luôn nè. Đặc biệt con này là chế bóp zin luôn, như vậy mới gọi là siêu phẩm nha anh em. Anh em thấy láp không? Tem chưa bị chóc luôn, trắng cỏ đầu bò zin luôn. Như vậy mới gọi là siêu phẩm của ngày hôm nay được. Và không thể thiếu là trong lốc là có mạch in nha băng nha. Lốc còn sáng luôn nha. Tem nè, ổ ốc tác nè. Em thấy không? Trắng hới luôn. Quá đã luôn nè. Hàng này như mới trong thùng đi ra luôn á. Ốc còn mới luôn ha. Rồi, B12 giá 1.7, nòng 32 ly 23cc.
B13. Con này là con Gobin nha anh em. Con này là chụp giật là có lò sóng nha, bởi vì anh em giật cực kỳ nhẹ luôn ha. Nòng 34 ly 26cc. À, con này là dòng Gobin nha, áo màu vàng nè, cực kỳ sáng luôn nha anh em, quá đã luôn. Con này là chạy chế quanh gồ nha, và đặc biệt là tum liền, nhưng nó là tum nhôm nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Công tắc là công tắc ở trên lắp ha, gà dữ nè, đầu bò ghi luôn. Con này là ghi nguyên cây 100%, cực kỳ ngon anh em. Dòng Gobin thì lúc nào chạy cũng vậy, con nào cũng vậy, chạy cực kỳ bền. Dòng Gobin đó phải gọi là bền mà gọi là châu chó luôn nha anh em, bền mà bền thì cứ châu chó luôn á ha. Con này là bình xăng zin còn mới luôn nè, chụp giật là còn chữ made in Japan luôn ha. Rồi B13 giá 1,8 triệu. B14 con này là con Echo Yama nha. Rồi B14 con Echo Yama, nòng 34 ly 26cc. Ưu điểm là chụp giật là chữ Yama nè, nó là biết của Nhật rồi hả anh em. Chụp giật là trợ lực có dây theo luôn, bình xăng zin còn mới luôn, và chế là chế zin theo máy luôn anh em. Anh em thấy chỗ bóp xăng không, còn trong gieo luôn anh em, bóp xăng còn trong gieo nè, cực kỳ mới luôn nha. Con này tum liền mà được cái là tum nhôm ha. Đây tên máy đây, 26G. Con này là công tắc ở trên lắp luôn, bộ tay là bộ tay zin cực kỳ gọn nè. Anh em chạy ngoài đường là không sợ cọ trúng người ta luôn. Con này ga dữ ha, trắng cỏ đầu bò zin luôn, quả đã luôn anh em. Đây con này là cái thông số nằm bên hông đây, tên máy, số xe ghi và có mắt in da băng cho anh em luôn. Về mình kiểm tra hàng thoải mái luôn ha anh em. Lốc còn sáng cực kỳ luôn nè, em thấy không, lốc còn sáng cực kỳ luôn. Tối không đủ ánh sáng nữa mà còn thấy sáng cực kỳ luôn ha anh em. Rồi B14 giá 1,8 triệu ha, đích nhôm chắc chắn cực kỳ luôn. Cuối cùng là con B15, con này là con Komatsu G2K ha. Hôm qua về, hôm kia, hai bữa trước là em về có 100, cỡ 101, 101 hả? Bữa nay mới về nữa. Hôm qua hôm kia về cỡ 101 anh em. Con G2K, lỡ dạ miệng nói anh em về duy nhất một con mà hôm nay lên con nó thì kỳ quá. Là do hôm nay em mới về thêm 145 cây, có G2K luôn, cực kỳ nhiều luôn. Thì ngày cái lô này ngày mai em sẽ live stream cho anh em xem ha, cho anh em đặt hàng. Còn hôm nay lỡ có lên nữa thì em mới nói lý do cho anh em tại sao lại có thêm. Mà hôm qua lại hôm kia lại nói là một em duy nhất, mà hôm nay lại có một em duy nhất nữa, thì cái đó lỡ nhiều anh em lên nói bắt lỗi thì lại mất công. Cho nên là em khai thác cho anh em luôn là 2 ngày 3 ngày, hôm nay em về là 2 ngày là em về 300 cây, nhưng mà nó chia ra 2 đợt ha. Con B15 này là Komatsu, nhưng mà nó là cái đời sau G2K. Nó là nói chung là cũng một dòng họ đó anh em, một dòng họ thôi, nhưng mà tại vì nó có nhiều tên, nhưng nó quy chung thì nó là dòng máy của Komatsu, nhưng mà nó tên là G2K ha. Con này là chế hai kim zin luôn nha anh em, zin heo máy luôn, bình xăng zin, và đặc biệt là tum gờ tum nhôm. Cái con này mà anh em đấu gắn vô đấu xịt thuốc phải gọi là chạy cực kỳ đã luôn anh em, bơm cực kỳ phê luôn ha. Con này hiện tại là chưa có tay, thì ngày mai nếu mà anh em chốt em sẽ gắn cho anh em tay cầm vô đầy đủ ha. Đầu bộ zin, con này công tắc nằm đây ha anh em. Rồi B15 giá 1,7 triệu, do con này nó rẻ hơn con hôm qua là do cái phần tum này anh em nó bị chóc nè, đó cho nên là nó bị rẻ hơn 100 ngàn, với là phần đít phần lưng phía sau nè, đó nó bị chóc như thế này nè, cho nên nó rẻ hơn 100 ngàn, nhưng mà nó bằng nhôm cho anh em đừng có lo gì trơn ha. Máy chạy vẫn ngon lành, anh em nghe tiếng máy này biết bóc cực kỳ đó. Con này chạy phải gọi là đanh cực kỳ đanh luôn, cái máy cực kỳ ngon luôn ha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em. Chào tất cả anh em ha.